để làm fan của anh. Thậm chí tờ Express còn đưa tin Maguire có ý định gặp riêng Erik Ten Hag để nói chuyện phải trái về tấm bằng đội trưởng. Mục đích của anh là khá rõ ràng, anh muốn tiếp tục vai trò thủ lĩnh, là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ. Bao giờ thì quyết định của cựu huấn luyện viên Ajax được đưa ra và bạn cũng có thể hiểu kết quả của nói chuyện ấy là như thế nào. Khỏi phải nói các cuộc